Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent số tự động phiên bản 2021, bản đặc biệt. Vậy thì chiếc xe này giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá như nào và có những tính năng option có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em nhé, để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua bản cao cấp hơn, hay là những tính năng option nó phù hợp với nhu cầu đi lại hay nhu cầu sử dụng mình không, thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết của phiên bản 2021 này đang là 542 triệu ạ, nó là giá tính thuế luôn nhá. Thì tại giờ đại lý chúng em thì đang không giảm giá cho anh em. Còn anh em nào mà muốn được cái giá cụ thể như nào hay chính sách chương trình khuyến mại ra sao thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 598 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 574 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 592 triệu đấy ạ. Đó chính là phần giá xe ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Accent bản đặc biệt 2021. Nó có thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về mặt lưới cang. Mặt lưới cao năng của chiếc xe Accent bản 2021 này thì mặt lưới cao năng của nó vẫn là sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, là sử dụng mặt lưới cao năng hình lục giác dạng thác nước nhá. Nhưng mà được thiết kế nó đã rộng hơn, to hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Đó, viền xung quanh của bản đặc biệt này sau này được mạ chrome ạ. Còn em giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa, đó chính là phần cụm đèn phía trước ạ. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Accent bản đặc biệt này nó đèn là đèn halogen dạng projector giống như bản 2020 đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cụm đèn đèn gầm ạ. Đèn gầm của nó này là đèn halogen dạng projector, đèn tròn. Nhưng mà được thiết kế rất là kiểu cách, rất là đặc biệt cho sự thay đổi so với cả phiên bản 2020 rất là nhiều về đèn gầm đấy nhá. Còn tiếp theo em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe ạ. Sườn xe của bản 2021 này thì nó tương đối đồng giống như mà bản 2020, được dập lỗi tương đối nhiều và tạo cho chiếc xe nhìn cứng cáp hơn, chắc chắn hơn nhưng kém sự sang trọng ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về bánh xe. Bánh xe của Accent bản đặc biệt này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành màu xám nhá. Màu xám và vành sẽ là vành 16 inch ạ. Cái này thì mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng em đánh giá cái la răng này không được quá đẹp và không quá nổi bật. Tiếp theo nữa thì em giới thiệu cho anh em nữa là bánh xe của nó thì sẽ là có phanh đĩa cho cả 4 bánh nhé. Các tính năng an toàn đi theo gồm có là phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp VA và rất nhiều tính năng an toàn thì em xin phép được giới thiệu cho anh em về phần cuối video nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của bản 2021 này thì là gương chiếu hậu là cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy nó sinh là có xi nhan trên gương ạ và sẽ có chỉnh điện và cập điện nhé. Nó sẽ không có chỉnh, nó sẽ không có cụp gương tự động đâu ạ. Em giới thiệu cho anh em về tay nắm cửa. Tay nắm cửa của bản 2021 này cũng giống như bản 2020 nhé, nhưng mà tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa và sẽ có cả nút bấm ạ, đó là chìa khóa thông minh ạ. Và trên đây sẽ là có cả lẹp chân kính này, mạ chrome này. Đó, tay nắm cửa cho mạ chrome cho cả 4 cánh cửa nhé. Đây em giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là có cửa sổ trời nhé, cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên và có anten vây cá, nó giống như bản đặc biệt của 2020 đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe. Đuôi xe của bản đặc biệt này thì 2021 này thì nó lại giống rất nhiều, từ dập lỗ cho đến các cái ấy thì giống rất nhiều so với 2020. Và cụm đèn của nó thì hoàn toàn giống nhau nhá, nó là đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Nó khác một số điểm như sau, đó chính là phần cản sau ạ. Cản sau nhá, cản sau thì nó được nẹp chrome này. Đó, cả chrome kiểu vuốt nó sẽ nhìn trông nó thể thao hơn, sang trọng hơn ạ. Đó, các tính năng an toàn đi sau của bản đặc biệt này thì có như sau ạ. Nó sẽ có cảm biến lùi 4 mắt nhé, 1, 2, 3 và 4 ạ. Và sẽ có thêm nữa, đó chính là có camera lùi giống như bản 2020 thôi nhé. Đó, phần đuôi xe thì em đánh giá là nó thể thao hơn so với cả phiên bản 2020 tương đối nhiều. Đây, em giới thiệu cho anh em về mức tiêu nhiên liệu này. Ở trong đô thị đang là 8 lít 52 nhé, ở ngoài đô thị thì đang là 4 lít 86 ạ. Và kết hợp trung bình nó đang là 6 lít 2 nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đúng không ạ? Đó là mức tiêu nhiên liệu đấy ạ. Ok, tiếp theo sẽ mở cốp cho anh em xem cốp có rộng không nhé. Cốp của bản 2021 này sẽ giống hoàn toàn với bản 2020 nhé, hoàn toàn giống nhau nhé.
cốp rất là rộng, rất rộng luôn nhé. Rất tiếc là hàng ghế thứ hai của bản Accent, bản 2021 này thì hàng ghế thứ hai lại không gặp được, và không gặp được 60-40 nhé. Đó, rất là tiếc nó không được gặp được. Đây em giới thiệu cho anh em về lốp sơ cua này. Lốp sơ cua của bản 2021 này thì nó cũng là lốp giống như bốn lốp chính, nó là vành đúc hợp kim nhôm, vành 16 inch nhé. Ở giữa này, cho nên là bộ đồ tháo lốp và kính lốp em để đầy giữa này nhé. Ok, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh em về trong nội thất của chiếc xe Hyundai Accent bản 2021 có gì không ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe nội thất của chiếc xe Accent bản 2021. Bản đặc biệt này thì nội thất của nó thì khá là giống so với cả phiên bản 2020. Đó chính là nội thất màu be kết hợp với màu đen, tạo ra không gian rộng rãi hơn và không kém sự sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần ghế nhé. Ghế của nó sẽ là ghế da, vẫn là ghế da sờ rất là mềm mại và ngồi rất ôm ghế ạ. Và nữa là đó chính là ghế sẽ được chỉnh cơ 6 hướng, nó giống như cả bản 2020 nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của bản đặc biệt này sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Vô lăng 3 chấu tích hợp trên đấy, nó sinh là sẽ là có đàm thoại thành tay này, điều chỉnh âm lượng này. Còn bên này sẽ là cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Bản này sẽ là có 6 túi khí anh em nhé. Riêng bản đặc biệt sẽ có 6 túi khí, còn các bản còn lại sẽ là 2 túi khí ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa. Bên cánh cửa của chiếc xe này thì đây em giới thiệu cho anh chi tiết này. Đây là sẽ là có cụp gương này, điều chỉnh mặt gương cho 4 cánh cửa này. Đó. Còn đây sẽ là khóa chốt cửa nhá, khóa kính này. Ngoài bên là điều chỉnh lên xuống cho cả 4 cánh cửa. Riêng bên ghế lái thì sẽ là lên xuống tự động một chạm nhá. Đó. Ok, giờ em đã sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em chi tiết của chiếc xe nội thất của chiếc xe Accent 2021. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về một chìa khóa thông minh. Chìa khóa thông minh của nó thì sẽ giống như bản 2020 nhé. Bản 2021 sẽ giống 20 về thiết kế về chìa khóa. Ok, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây, điều thay đổi rất là nhiều. Đó chính là bảng đồng hồ táp lô của chiếc xe Accent 2021. Thì bảng đồng hồ táp lô của nó được hoàn toàn là bằng điện tử hết nhé. Hoàn toàn điện tử hết luôn đấy anh em ạ. Rất sang trọng luôn đúng không anh em? Và bộ màn hình này thì nó rất nhiều các thông tin cho anh em nhé. Đây là vòng, đây là công tơ mét này. Đấy, mức nhiên liệu này, đấy, đặt bên này này. Và đây là vòng tua động cơ nhé. Và đây là nhiệt độ nước làm mát này. Thiết kế của nó là ánh sáng đơn sắc thôi, giống như bản trước thôi. Không quá nhiều màu mè sắc sảo cả. Nhưng mà nó bằng điện tử, rất sang trọng luôn đúng không anh em? Và rất dễ quan sát luôn cho anh em đấy ạ. Nó có thể điều chỉnh được cường độ sáng nhé. Em sẽ chỉnh cho anh xem này. Đó, anh em nhìn này. Đó, điều chỉnh được cường độ sáng nhá, rất tuyệt vời đúng không ạ? Bằng điện tử hết anh em ạ. À, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về điều chỉnh cần điều chỉnh về ánh sáng á. Nó sẽ có chế độ auto. Auto là gì ạ? Tự động bật sáng khi mà vào trời tối hoặc hầm tối anh em nhá. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa. Gạt mưa của nó không có cho chế độ auto nhá. Auto là tự động gạt mưa khi mà trời có mưa. Đó. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em một cái thay đổi nữa, đó chính là màn hình giải trí á. Màn hình giải trí của nó vẫn là màn hình 6 loa, nhưng mà nó là gì, màn hình nó to hơn, nó rộng hơn và nó sang trọng hơn rất là nhiều nhá. Cái viền xung quanh nó không phải là màu trắng đâu, nó là màu đen đấy ạ. Đây là nhà máy người ta đã bọc vào để bảo vệ tránh xước sát khi mà giao cho khách hàng ạ. Nhưng viền xung quanh của nó sẽ là màu đen nhá. Đó. Màn hình cảm ứng kết nối có kết nối AUX, USB, Bluetooth, định vị và rất nhiều cái khác nhau mà rất là to và sang trọng hơn rất là nhiều luôn cho anh em ạ. Đó, đây là chỉ đường cho anh em nhé, bằng hình ảnh và bằng âm thanh đấy ạ. Đây, em giới thiệu tiếp theo ở phần phía dưới, nó là hệ thống điều hòa. Điều hòa của bản đặc biệt này sẽ là điều hòa tự động. Điều hòa tự động nhé. Còn riêng bản tiêu chuẩn và bản số sàn sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay cho anh em nhé. Điều hòa tự động đấy ạ. Em giới thiệu cho anh em về phần phía dưới nữa. Đó chính là có, đây là tổ thúc lá này, vẫn vậy nhá. Kết nối USB này, cổng điện 12V nhé. Bản này thì lại không có kết nối AUX, nó đã bỏ kết nối AUX rồi. Bởi vì cái này rất ít sử dụng đến. Kết nối AUX là gì? Nó chính là cái thiết bị ngoài vi đấy ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần hộp số ạ. Hộp số của bản này thì vẫn là sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Nó thiết kế thì giống hoàn toàn so với cả bản 2020. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phía dưới này. Đó chính là có hộp để tàn thuốc lá này. Vẫn vậy nha. Phanh tay là phanh cơ nhá. Còn đây hộp tựa tay trung tâm đấy ạ. Nó cũng giống như bản 2020 đấy ạ. Không có gì khác cả. Đây em giới thiệu cho anh em về
tiếp theo nữa, các cái cửa gió nữa, em không giới thiệu cho anh em các cửa gió. Cửa gió nó đã có sự thay đổi rồi nhá. Cửa gió điều hòa này, nhìn trông nó vuông vắn hơn, nhìn trông nó khỏe khoắn hơn và trẻ trung hơn và sang trọng hơn đấy ạ. Đó. Đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe, nó sẽ có sự thay đổi nhá. Đó chính là đây ạ. Đó là chống chói tự động cho anh em đấy ạ. Gương chống chói tự động nhá. Cùng phân khúc như này thì ví dụ như là Toyota Vios chưa hề có đâu anh em nhá. Ok, em giới thiệu cho anh em về trần xe. Trần xe thì nó giống như bản 2020 đấy ạ. Nó sẽ là đây là có 3 chế độ này. Chế độ này là chế độ luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Và có thể mình bấm cơ trực tiếp vào đây ạ. Đằng này sẽ là để hộp để tài liệu đăng ký đăng kiểm ở đây nhá. Còn đây là cửa sổ trời này, em giờ em sẽ mở lên cho anh em này, chỉ cần móc lên nhỉ. Cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên nhá. Đó, được chưa? Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em hàng ghế thứ hai có gì không ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của bản 2021 này thì nó giống như hàng ghế đầu tiên. Đó chính là ghế da. Và ghế sẽ là màu be và kết mặt màu đen, tạo ra không gian bên trong rất là rộng rãi. Và bản thứ hai, bản 2021 này thì lại có một chút nhược điểm so với bản 2020. Đó chính là hàng ghế thứ hai sẽ không có gập được, không gập được ghế xuống nhé. Không gập được ghế xuống đấy ạ. Và nữa nó đó chính là không có tựa tay trung tâm ở đây ạ. Đây sẽ không có tựa tay trung tâm nhé. Đây điểm trừ khá là lớn. Theo em thì nhà máy lên thiết kế đúng không ạ? Gập được xuống mà để đồ sẽ dài hơn, rộng rãi hơn. Thứ hai là cái gập tựa tay trung tâm để cho hai người ngồi sau có cái tựa tay nhìn thoải mái hơn rất là nhiều. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em. Đây, hàng ghế thứ hai nhá. Em cao 1m80 nhá. Chân để thừa gần một gang tay đấy ạ. Rất thoải mái và rộng rãi luôn ạ. Trần xe em cao 1m80 thì nó thừa tầm khoảng 3-4 phân thôi ạ. Không phải quá cao thì trần sau đâu ạ. Nhưng mà ngồi 8m, em cao như vậy thì vẫn được thoải mái, không bị chạm trần nhá. Đây, em sẽ giới thiệu cho anh em tiếp theo nữa. Đó chính là có bản 2020, nó sẽ giống 2019. Đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai, giúp cho cái điều hòa mình sẽ mát nhanh hơn rất là nhiều nhá. Và nữa đó chính là phía dưới này sẽ là có cổng điện, cổng sạc điện thoại nhá. Cổng sạc điện thoại cho anh em đấy ạ. Đó. Ok, giờ em sẽ quay cho anh em về tổng quan, cho anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt. Vì tổng quan theo em sự thiết kế với khung phân khúc hạng B như này thì sự thiết kế của nó, sự các tính năng option của nó mang lại thì em nghĩ là khó có thể lòng một ai có thể chê trách với chiếc xe như thế này được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình đi ạ, để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Ok, tiếp theo là những động cơ thì có sự thay đổi gì không thì em xin phép được giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Hyundai Accent 2021 ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt 2021 nhé. Vậy động cơ của chiếc xe này thì em nhận được thông tin đó chính là hoàn toàn giống so với cả bản 2020. Từ công suất, thiết kế và kiểu loại hoàn toàn giống nhau nhé. Nó là sử dụng động cơ là động cơ Kappa 1.4, đó tạo thương hiệu của dòng xe Hyundai rất là lâu năm nay rồi. Ok, em xin phép được giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là về công suất của nó thì vẫn là giữ nguyên như vậy nhé. Công suất cực đại nó đang là 100 Nm cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại của nó thì đang là 132 Nm trên 4.000 vòng trên phút nhé. Còn đây em giới thiệu cho anh em chi tiết này, đó chính là nước rửa kính này, xanh nước rửa kính này. Động cơ của nó động cơ 4 xi lanh thẳng hàng ạ, 1, 2, 3 và 4 ạ. Đó. Cầu hút để lên rất cao rồi ạ. Ác quy của nó ác quy khô nhé. Ví dụ chiếc xe Toyota Vios thì nó vẫn là ác quy ướt ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em nữa, đó chính là dầu phanh ạ. Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe này có gì không, em xin phép được giới thiệu cho anh em. Đây em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về những tính năng an toàn của chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt 2021 này thì có những tính năng an toàn như sau. Đầu tiên đó chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, hệ thống cân bằng điện tử xe ESC, hệ thống phân bố đốt phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC ạ. Và có hệ thống chống trơn trượt xe này, chìa khóa thông minh và hệ thống chống trộm ạ. Hệ thống kiểm soát lực kéo nhá. Và túi khí thì bản này sẽ là có 6 túi khí cho anh em đấy ạ. Đó chính là những tính năng an toàn của chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt rất là đầy đủ và chi tiết cho anh em rồi. Thì anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau
để em cập nhật giá luôn cho anh em luôn, để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép được dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.